không ăn được thì phải đạp đổ. Và phải tin là chúng ta sẽ giành được. Thứ tôi cần bây giờ chính là bản hợp đồng. Em... Là nội dung bản hợp đồng, hiểu không? Dạ vâng ạ. Nếu MP mà biết được Hoàng Thổ làm dò gì nội dung hợp đồng thì họ sẽ cảm thấy thế nào? Ông là giám đốc pháp chế của công ty, vậy mà trong ngày thương thuyết hợp đồng ông lại có thể giấu mặt được. Đúng nhỉ. Một người vô trách nhiệm như tôi thì không xứng đáng được hưởng lương của công ty. Ok. Nhân viên khác phải chịu phạt thế nào, tôi sẽ chịu giống như họ. Vậy bây giờ ông muốn sao? Muốn tôi từ chức hay là muốn sa thải tôi? Ông nghĩ là tôi không dám à? Trên đời này tình cảm nào rồi cũng sẽ phai nhạt. Duy nhất chỉ có tình cảm gia đình là mãi mãi. Em muốn có được tình cảm mãi mãi đó từ anh, có được không? Cho phép em được tiếp tục dựa dẫm vào anh, lợi dụng anh lúc em buồn, bắt nạt anh lúc em vui. Và chia sẻ với anh những lúc em đau khổ, như một người em gái, như một người anh trai. Nếu cô vẫn nghĩ công ty chúng tôi ăn cắp thì hãy kiện đi. Những kẻ thủ đoạn giống như chúng ta thì tốt nhất nên làm việc cùng với nhau. Cuộc chiến này không thể dừng lại được nữa. Anh và Hoàng Thổ không thể đội trời chung với nhau nữa. Có những mối quan hệ biết trước là sẽ đem lại rắc rối, tốt nhất là hãy từ chối ngay từ đầu. Nếu tôi cứu cô, chắc chắn sẽ khiến tôi ân hận cả cuộc đời này đó. Thay vì để họ lợi dụng mình, thì hãy biết biến họ thành quân cờ của mình. Em sẽ làm tất cả mọi việc để bảo vệ hạnh phúc của mình.